my YouTube channel. Right now, I'm at Home Depot Garden Center. Let's go shopping with me, guys. Thank you. Ông ngoại, hello everybody, ông ngoại. Lina, Lina, hello everybody, con. Rồi, ok, let's go, let's go. Quá trời bông đẹp luôn. Wow, a lot of beautiful flowers. Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Lina Hà TV của mình, ok? Hôm nay mình đi chợ Mỹ để mua đất về trồng rau nha cả nhà. Ở đây người ta có bán rất là nhiều hạt giống, cây trồng và hoa. Muốn quay cho cả nhà coi không? Nè quay đi. Thì sao? Quá chừng bông đẹp nè Lina, thấy không con? Hoa đồng tiền hay gì đây? Hoa cúc hoặc hoa đồng tiền. Dạ. Quá chừng bông luôn. Số 18. 18 đồng 88 sen. You don't like blue flower? What happened? Blue flower beautiful. I like big one. You like big one? Lina nói tiếng Việt giỏi. Lina nói tiếng Việt, ok. Con này là bông hải đường nè nha. Bông hải đường này có màu xanh nữa, màu xanh mai mình thấy nè. Đây có màu trắng với màu hồng với màu tím đậm thôi. Áo khoác. Áo khoác, Lina cởi áo khoác ra rồi hả? Nóng hả con? Nóng, ok. Rồi, hoa đẹp quá. Đa số là những loại phân và đất dành cho trồng rau và trồng hoa sẽ được giảm giá rất là lớn vào trong mùa xuân. Để hôm qua hỏi chị đó hả? Hỏi chị ơi, chị có còn on sale không? Chị, cái đất màu xanh còn on sale không? Cái 2 đồng á. À bây giờ bữa nay vẫn còn phải không? Ok, thank you. Vậy là còn. Bây giờ giảm giá hả? Này để mình mua cây giống hoặc là mua rau về trồng nha cả nhà. Ở đây người ta có bán rất là nhiều hạt giống, cây trồng và hoa. Dạ. Rồi, đi làm biết cái này kêu gì không? Cái này gì không? Chuông gió, nói đi con. Dạ, muốn cái này. À, nó muốn cái đó phải không? Ok, đi mẹ lấy cho. Mẹ mày máng cái này lên trước ha. Cái màu nào? Pink. Màu pink. Ok.
Ok. Bướm. Bướm. Chung gió. Đi là nói đi con. Chung gió. Ok. Chừng gãy của người ta nha. Hoa cẩm tú cầu đẹp quá cả nhà ơi. Nó nói là cái bông này á, là phải để ở ngoài trời 4 tới 6 tiếng đồng hồ nè. Thấy không? Nó nói là con phải để cho cái bông này 4 tới 6 tiếng đồng hồ ở ngoài mặt trời. Sao để? Thì nó thích 4 tới 6 tiếng có ánh nắng, hiểu không? Đúng rồi. Máy cắt cỏ. Dạ, yeah, máy cắt cỏ. Hey, you, it's okay, you go ahead. Okay. Yeah, no problem. Máy cắt cỏ đó trời. Mấy cái máy này mình ngồi lên mình lái luôn. Hả? Không, giống như professional họ cắt cỏ cho những cái vùng đất rất là rộng và bự. Chạy thoải mái luôn. À, chạy xe cắt cỏ phải không? Rồi lái đi, lái đi. Trời ơi. Về ra. Thôi bây giờ mình chất đất lên xe nha cả nhà. Thì lại kia bỏ đất vô trong xe ha. Ngàn đồng, ok. Ok, get in line, ok. Chỗ này bán rất là nhiều hoa và rất là nhiều thứ về sân vườn nha cả nhà. Những cái loại đất dành cho nông nghiệp nha cả nhà, đủ thứ loại luôn, mình có thể lựa đã luôn đó cả nhà, thấy không?
một lần người ta đẩy rất là nhiều bao, tại vì cái đó là nó đang on sale giảm giá đó, ai cũng tới đây mua hết trơn. Tại vì mỗi năm á, người ta đã dự trữ rất là nhiều đất ở đây rồi để bán, nên vào mùa xuân á, thì thường thường người ta hay giảm giá xuống đặng bán ra cho tất cả mọi người nha. Wow, người ta mua đất với gạch luôn kìa cả nhà ơi. Bây giờ mình xếp hàng để mình ra trả tiền nha cả nhà. Quá trời người ta ai cũng đẩy xe hết, thấy không? Tại vì nó on sale rẻ quá. Ta đẩy xe ai cũng đẩy xe hết trơn. Năm có lần. Dạ đúng rồi, một năm có lần on sale mùa này nè. Dạ. Lina, uống nước nào con? Bà lấy đi con. My daughter, she want a drink. Rồi, nước trắng không chịu uống đâu. Cái nào? Cho một cam. Nước cam. Ok. Ok, my friend. Uống là hết chức năng liền. Rồi, đưa lại cho chị scan. Cho chị scan. Dạ. Mẹ mua thêm 10 bao nữa. Cái đất này hôm nay nó giảm giá còn có 2 đồng một bao giống như vậy nha cả nhà. Thường khi là rất là mắc nhưng mà đây người ta đang giảm giá đó nên rất là nhiều người mua. Nướng nữa nè. Rồi phía bên kia là người ta có bán tất cả những dụng cụ xây dựng, nhà cửa, tủ lạnh, máy giặt, cái gì cũng có hết. Ở ngoài đây người ta bán những cái nhà kho nhỏ để mình chứa đồ này nha cả nhà. Người ta đâu có cho mình mở ra con. Rồi cái nhà kho này bán rồi nè. Cái này có nghĩa là bán rồi. Còn cái nhà kho này bự hơn chút xíu á, thì là 4.000 mấy nè, 4.127 đồng. Nhưng mà người ta sẽ cho mình trả hàng tháng nha. Một tháng là chỉ có 83 đồng thôi. Mình trả góp, chừng nào mà trả hết thì thôi. Để cái chìa khóa đó cho người ta đi con. Mua đất xong rồi bây giờ vậy mình lên xe đi về thôi cả nhà ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ video của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video kế tiếp, ok? I'm going home right now, guys. Thank you for watching my video. I see you next time, ok? Have a good day. Bye!